Ok, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Đầu clip tôi xin được gửi lời cảm ơn đến anh em Đinh Việt Phú và anh em Vũ Trung Kiên đã donate ủng hộ cho kênh. Cảm ơn hai anh em rất nhiều. Dạo gần đây tôi ra clip nó không được đều, bởi vì hiện tại là vợ tôi vẫn đang ở quê anh em ạ. Ngoài cái công việc mà phải làm hàng ngày ra thì hiện tại là tôi còn phải chăm con nữa. Chính vì thế là tôi không có nhiều thời gian để có thể chơi cũng như là có thể ra clip đều hàng ngày. Anh em thông cảm nhé. Hằng ngày tôi đón Khoai đi học về, chơi với con trai rồi cho ăn, cho ngủ, cho tắm giặt. Thì chắc là cũng phải rơi vào tầm 10 giờ thì nó mới bắt đầu nó đi ngủ, tôi có thể là bắt đầu chơi và làm clip được anh em ạ. Đấy. Thế nên là có nhiều khi là cũng không có thời gian. Thậm chí là có hôm tới tận 11 giờ ông mới đi ngủ. Con trẻ con bây giờ nó thức nó khuya thật đấy. Tôi ngày trước tôi không bao giờ tôi thức khuya đến tầm khoảng 10 rưỡi 11 giờ là đã buồn ngủ lắm rồi. Nhưng bây giờ bọn trẻ con công nhận là nó thức khuya. Ngày trước thì mẹ nó cho nó đi ngủ. Đấy, còn từ cái hồi mà vợ tôi ở quê ấy, thì cái công việc đấy là tôi phụ trách, tôi đảm nhận. Đấy, thế mà cho ngủ khó lắm. Hôm nào cũng phải lịnh, hôm nào cũng phải kể cho 2-3 cái câu chuyện thì mới bắt đầu đi ngủ được. Chứ ngày trước thì vợ tôi thì cho nó ngủ rất là dễ. Mẹ thì chỉ cần cho nó gác chân lên người thôi là ngủ được. Nhưng mà bố cho gác chân lên người thì là kêu là cứng. Kêu là cứng, không thích gác. Cứ phải kể chuyện cơ, bố thì là cứ phải kể chuyện. Đấy, mà kể chuyện thì anh em cũng biết, tôi thì cũng chả có nhiều chuyện, tôi toàn là lên mạng thôi. Tôi kiếm cái câu chuyện lên mạng rồi tôi đọc xong một thời gian thì tôi cũng ngủ trước nó. Toàn ngủ trước con. Đấy, nhiều khi là ngủ xong dậy lửa đêm để bắt đầu làm clip cho anh em. Đấy, anh em thấy không? Chăm con nhưng mà không quên nhiệm vụ là phục vụ anh em. Đấy, anh em hết sức thông cảm với tôi nhá, nếu mà tôi có ra clip là không được đều là vì thế. Đôi khi cái việc không ra clip thì nó cũng có một vài lý do khác. Nói chung là tôi là người có gia đình rồi mà anh em, nên là nó có rất nhiều những cái những cái việc mà nó khiến cho tôi không thể ra clip được. Đấy, nó liên quan đến cái việc tâm lý tình cảm anh em hiểu không? Tâm lý tình cảm cuộc sống hàng ngày. Đấy, nó khiến cho cái việc mà để mà lên được một cái clip và nói chuyện ở trong clip ấy nó sẽ rất là khó. Khi mà chúng ta có một cái tâm trạng của nó không được ok cho lắm. Đấy, thế chính vì thế là thường là tôi chỉ lúc nào mà tôi cảm thấy là nó vui vẻ ấy, thì tôi mới làm clip, sản xuất clip để phục vụ anh em thôi. Ví dụ như trong ngày hôm nay thì vợ tôi cũng có một chút coi như là dỗi hờn, giận dỗi với tôi. Đấy, thế là tôi cũng có một chút tâm lý trong ngày hôm nay, nhưng mà thôi cố gắng làm clip phục vụ anh em. Chuyện thì có cái gì đâu, khổ. Vợ tôi thì có đăng bài ở trên Facebook nhưng mà tôi không vào like anh em ạ. Cái vấn đề cái quan trọng ấy là vợ tôi lại không biết là tôi bị ban ở trên Facebook. Đấy, tôi là bị Facebook nó liệt vào trong cái danh sách là nó gọi là cái gì, vi phạm nguyên tắc cộng đồng. Nên là tôi có làm được cái gì ở trên Facebook đâu. Tôi cũng thông báo với anh em từ lâu rồi đúng không, là cái Facebook của tôi ấy, thì thực ra là tôi cũng không có làm cái gì được cả. Đấy, không có trả lời các cái comment được. Đấy, chỉ có thể là nhắn tin ở thôi, chứ còn không có trả lời comment, không post bài được, không up ảnh được, chả làm được gì hết. Đấy, tôi bị cấm mà. Thế thì vợ tôi có up cái bài lên trên Facebook, thế nhưng mà lại không thấy chồng vào like. Thế là cáu hỏi tại sao vợ up lên trên Facebook, up ảnh lên Facebook mà không thấy like. Thì đấy, khổ. Tôi cũng bảo là bây giờ là chồng chỉ dùng được Instagram thôi, chứ chồng không có dùng được Facebook nữa. Bây giờ là chồng bị ban ở trên Facebook rồi, nên là nếu mà vợ muốn chồng like thì vợ cứ up ảnh lên Instagram thôi. Chồng sẽ ngồi để ý thông báo ở trên Instagram 24/24 để phục vụ vợ. Đấy, anh em thấy không? Tôi coi như là một người đàn ông, một người chồng mẫu mực luôn. Thế nhưng mà đến đấy thì cái câu chuyện nó mới bắt đầu anh em ạ. Chả là thế này, cái hồi mà tôi đưa vợ tôi về quê ngoại ấy, ngồi ở nhà thì nói chung là cũng không có cái gì giải trí nhiều, nên là tôi để lại cho vợ tôi cái điện thoại to của tôi. Nó có cái màn hình to để vợ tôi có thể xem phim giải trí. Đấy, ở quê. Đấy, tôi để lại cho vợ tôi thì đương nhiên rồi, cái điện thoại đấy là tôi dùng, nên là nó cũng sẽ có cái Instagram với cái Facebook của tôi. Đấy, thì vợ tôi, tự nhiên vợ tôi thế đéo nào vợ tôi lại cũng vào Instagram của tôi để xem là có cái gì ở trong không. Vợ tôi, ôi chết, kể cái đoạn này đi. Vợ tôi vào xem và thấy quá nhiều hot girl anh em ạ. Tức là tôi, cái nói chung là cái bản tính mê gái nó đã có thấm từ máu, vào máu từ nhỏ rồi anh em ạ. Nên là ở trong cái Instagram của tôi toàn gái đẹp thôi anh em. Đấy, toàn hot girl. Vợ tôi vào, vợ tôi thấy thế thì vợ tôi mới coi như là giận tím tái cả mặt mày luôn. Vợ tôi mới coi như là quyết định là sẽ
ngồi và unfollow tất cả những cái em mà tôi follow ở trên Instagram kèm theo lời nhắn cho tôi về chết bà. Ôi, thật chết tôi rồi anh em ơi. Từ đó đến bây giờ tôi vẫn chưa thấy vợ tôi nhắn tin gì cho tôi cả. Chắc là đang ngồi unfollow đây. Nhưng mà tôi nghĩ là vợ tôi sẽ phải từ bỏ cái việc unfollow nhanh thôi anh em ạ. Bởi vì cái link Instagram của tôi ấy, nó có follow 5.963 người. Trong đấy 5.900 người trên tổng số 5.963 người là hot girl. Còn lại 63 người thì là bạn bè, anh em thân thiết thôi. Thế nên là vợ tôi làm sao mà vợ tôi lọc được? Lọc đến nơi nào anh em ơi? Nhưng đối với tôi thì đây vẫn là một câu chuyện rất đáng để suy ngẫm anh em nhá. Tôi cũng đang không biết là bây giờ nó đang như nào đấy. Tâm lý anh em không? Tâm lý, vướng vào cái tâm lý này thì chơi nó không được hay đâu. Làm clip nó cũng sẽ không được hay đâu đấy, anh em thông cảm. Thì cô trắng luôn ấy hả? Bài này khéo quá. Khéo quá, bây giờ ngồi đợi con gấu xin thôi anh em ạ. Giờ hy vọng ra con gấu xin này có thể là đánh được cái chuỗi thắng. Mà bây giờ gấu xin một sao tôi nghĩ là cũng không đánh cái chuỗi thắng đâu, chắc phải hai sao. Gấu xin giờ yếu hơn nhiều so với ngày trước rồi anh em ạ. Phải lên 2 sao cơ. Bây giờ nhá, là tất cả các con gấu ấy, kể cả là con gấu mết. Con gấu mết là nó lại giảm đi một chút rồi so với cái hồi cách đây khoảng 1 tháng. Con gấu mết là nó chỉ cần 1 sao thôi. Cho vào trong cái bộ 6 mết là nó có thể gánh kèo được. Nhưng mà bây giờ gấu mết nhá, là cũng phải 2 sao thì mới gánh được. Đấy, bây giờ tất cả các con gấu, gấu đá, gấu mết, gấu assassin đều phải lên 2 sao thì mới gọi là làm co được. Đấy, chỉ còn 1 sao bây giờ không gánh được như ngày trước. Chứ còn ngày trước nha, cái con gấu assassin 1 sao ấy mà chơi đến coi như là dồn toàn bộ đồ cho gấu assassin 1 sao mà chơi đến hết game luôn, mà chơi đến luôn đến hết game luôn. Thế biết là nó kinh khủng khiếp đến thế nào. Bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì cái bọn gấu này nó ra thì nó cũng chỉ là nó có lợi một chút về tiền thôi. Lợi một chút về tiền và cũng như là nếu mà ra hên mà ra được 2 sao thì rõ ràng là khá khỏe. Tuy nhiên là kể cả là 2 sao thì cũng khó mà có thể là làm co được late game vẫn phải chuyển sang 5 đô thôi. Nó đúng về đúng cái giá trị thật của nó. Đấy, cái giá trị thật của những cái con mà 3 đô. Đương nhiên rồi. Và tôi nghĩ là nó cũng sẽ phải cho nó mạnh hơn một chút so với cả những cái con 3 đô mà mua được. Thì những cái con mà không mua được thì tôi nghĩ là cũng phải cho nó mạnh hơn thì nó mới có ý nghĩa. Chứ còn nếu mà bây giờ gấu assassin này, gấu mết hay là gấu đá ấy, mà nó lại còn yếu hơn cả những cái con mà mua được nữa thì không nói. Thế thì chán lắm anh em ạ. Nên là dù sao thì những cái con gấu cũng phải để cho nó có một cái chỗ đứng của nó. Đấy, đánh đổi với cái việc là câu gấu mà. Câu gấu mà cho gấu vào đội hình là cái đội hình nó yếu đi rồi. Thế nên là nó cũng sẽ có một cái chút đánh đổi. Rồi. Beat này. Nhà chơi beat nhá. Trận này hình như là có hai nhà chơi beat thì phải. Cũng có nhà nó cũng câu gấu như tôi và nó cũng ra là cái con gấu đá rồi. Đây có phải là assassin đâu đấy. Thằng này như là chơi assassin này. Trông khá giống ấy chứ. Ui rồi ôi, con kia sắp chết rồi thì lại lướt ra chỗ khác cái kia. Ui giời. Ui anh em ơi, ra hai con gấu mết rồi này. Có quay xe không nhở? Quay xe bây giờ. Gấu mết mà lên 2 sao thì tôi cũng quay xe đấy anh em ạ. Từ từ đã, để xem đã. Bình tĩnh. Tôi chỉ tiếc là bây giờ ghép cái cướp điên rồi đấy, nó phí mất cái cướp điên. Từ từ đã, nó còn phải phụ thuộc vào đồ đã anh em ạ. Tôi là lúc đầu tôi thấy là ghép được cái cướp điên tôi đi sát thủ ấy chứ. Bây giờ cứ đồ chọn bài theo đồ ấy, nó dễ chơi anh em ạ. Từ từ đã. Bây giờ nha, ra cái bờ linh thì vẫn có thể chơi sát thủ. Chơi tạm một gấu mết. Ui, triệu ma pháp này, quay xe không nhở? Nhưng mà vẫn phải có mana anh em ạ. Có triệu ma pháp nhưng mà phải có mana cơ. Đấy, vẫn chưa có nhá. Thế từ từ thôi. Bây giờ gấu mết lên 2 rồi mới tính được. Còn nếu mà gấu mết chưa lên 2 thì thôi. Bây giờ cứ mua những cái quân bài sát thủ đi. Còn gấu mết lên 2 thì chúng ta sẽ chuyển. Ở đây có gậy tá ác rồi. Có gậy tá ác rồi, có huyết trượng rồi anh em ạ. Chỉ thiếu bờ linh thôi. Bờ linh thì chơi mết thì bắt buộc phải có rồi.
mấy cái món đồ mà tăng mana là phải có. Chơi sát thủ thì không cần, nhưng mà chơi mấy cái bộ mana này mà không có chơi cái bộ phép mà không có mana thì yếu lắm, không được đâu. Thôi, nói chung là cứ từ từ, không có gì phải vội à. Lướt, hay quá. Clear được khá khá đấy chứ. Hay quá. Được đấy nhờ. Tôi bỏ bài và giữ máu thôi anh em ạ. Tôi cũng chẳng phải là eco gì đâu. Tôi cứ bỏ bài đủ bài thôi. Tôi chỉ là nó gọi là cũng là eco nhưng mà là tiết kiệm thôi. Tức là chúng ta sẽ không sử dụng tiền nhiều. Chúng ta có 5 con thì chúng ta cứ bỏ cả 5 con vào thôi. Đấy, giữ máu. Chứ còn tôi cũng không phải bỏ trắng bàn như cái thằng ở phía dưới kia đâu. Thằng phía dưới kia nó chơi là chơi beat xong bỏ trắng bàn luôn. Đang có chuỗi cốc 7 nhưng mà anh em nhìn máu có 51 máu ở round 12 là tôi thấy bắt đầu toang rồi đấy. Chơi mà cứ bỏ trắng bàn thế thì nó chết. Anh em ạ, chó này ấy, kể cả có mạnh nhưng mà chỉ một sơ suất thôi ấy, thì rồi cũng nếu mà máu thấp quá rơi vào tầm khoảng 10 máu thôi thì rất dễ là chết. Ở cái giai đoạn late game gặp một cái bộ mà nó counter vào cái nhà eco thì là chết rồi. Cái nhà chơi beat ấy, nó mà eco sâu, nó eco xuống khoảng 10 máu ấy, thì chỉ cần đúng một nhà thôi chơi cái bộ counter thì là chắc chắn chết. Kể cả là có đẩy tất cả các nhà còn lại, nhưng mà chỉ cần một trong những cái nhà ở phía trên ấy, người ta chơi 9 mét thôi thì là chắc chắn đi. Đấy, thế nên là cũng không biết được đâu. Cái quan trọng nhất là nó phải là giữ máu. Mặc dù tôi thọt tiền đấy, tôi thọt tiền tôi cũng không có chuỗi nhiều, nhưng mà không có vấn đề gì hết, máu giữ là được. Kệ thôi, 70 máu là ok rồi, round 13 70 máu ok rồi. Chỉ cần 6 assassin là lật được mà. Bộ assassin là nó cứ đu form đủ bộ ở level 7 là khỏe rồi. Yên tâm. Bây giờ là cái vấn đề quan trọng là tích tiền để cho nó lên 2 sao thôi anh em ạ. Đấy, eco trắng luôn này. Đấy ạ, anh em này, nhìn này. Đẩy 9 máu nhá, round 13 chỉ còn có 35 máu thôi. Sắp đi rồi đấy. Đấy, tôi lại ra thêm một con gấu này. Trong cái lúc chúng ta eco chúng ta lại câu được cả gấu. Rồi. Quá khỏe anh em ạ. Thế này đi. Tiền thì nói chung là nó quan trọng nhưng mà nó không phải là tất cả. Máu nó quan trọng nhất. Máu sống lâu, sống dai, sống khỏe thì tiền nó sẽ nhiều thôi anh em. Mình người sống lâu nhất thì mình sẽ là cái người nhiều tiền nhất mà. Nên là cứ bình tĩnh. Ở đây là chúng ta nhìn thế thôi nhưng mà nó khỏe phết đấy anh em ạ. Thực ra chúng ta có 9 con trên bàn cờ. Đấy, nó gặp thì tôi nghĩ là gặp những cái nhà mà đang có chuỗi kia thì thua thôi. Đấy, nhưng mà gặp những cái nhà còn lại thì chưa chắc thua, có khi lại thắng ấy. Khỏe phết đấy, không yếu đâu anh em ạ. Cờ nhiều mà. Đấy, gặp thằng này thì có thể là vẫn thắng được cơ. À không. Thằng này là chơi beat full là đã có cái món đồ. Ui, thế nào này ngon quá nhở. Có cái món đồ găng tay Kira cho full này, nó đẻ căng đấy. Ôi, thôi bạn ơi. Ơ nhưng mà anh em nhìn kìa. Tôi cũng đâu có yếu đâu. Tôi, anh em nhìn kìa. Không yếu đâu nhá. Không hề yếu luôn đấy. Mặc dù thằng này cũng khỏe đấy, nhưng mà anh em nhìn kìa. Ui rồi anh em ơi, ăn luôn. Đấy. Tưởng là bị đẩy nhiều nhưng mà ai ngờ tôi lại là cái người đẩy nó nhiều cơ anh em ạ. Rồi, bắt đầu khỏe rồi này. Đấy, anh em thấy không? Bí kí để có thể là top 1 nhiều đấy anh em. Đấy, bây giờ tôi cho những con 2 sao này vào, khỏe luôn. 3 assassin. Bí kí luôn giành được top 1 đấy chính là giữ máu thật nhiều. Mặc kệ người ta thôi, mặc kệ bọn nó thôi. Rồi anh em để tôi đoán với cái thằng MSG kia nó được top mấy. Tôi dự đoán là rơi ở đâu đấy khoảng top 6 7 thôi, không nhiều đâu. Nên nhớ là beat nhá, tôi là đánh sát thủ đấy. Chơi beat rồi gặp tôi thử một lần em, một round em nhá, tí nữa tôi sát thủ tôi đấm beat như con luôn. Cứ đợi đấy, tôi vẫn đang là chơi sát thủ anh em nhá, chứ tôi không có chơi mết đâu. Chỉ tiếc là cái trận này là tôi không gặp được hai cái thằng có chuỗi sớm. Đấy, cái tầm này tôi mạnh rồi đấy, gặp cái thằng có chuỗi là có khi ăn được rồi. Nhưng mà tiếc quá là tôi lại không gặp. Rồi, đồ này thì biết là chơi gì rồi anh em ạ.
Rồi chơi sát thủ đó. Sáu sát thủ ở level 8. Sáu sát thủ kẹp hai gấu. Lẽ ra nếu mà ra gấu xin là chúng ta chơi ở level 7 được đấy. Nhưng mà thôi được rồi, như này cũng được. Bây giờ mà ra con gấu xin đẩy lên 9, kích 4 gấu 6 sát thủ luôn. Không ngại. Bộ này bây giờ mạnh rồi anh em ạ. Tiền thì cũng không cần, không cần thiết phải có tiền. Đủ bộ câu gấu ra thì tí nữa tiền đầy ra luôn. Nếu mà 4 gấu 6 sát thủ, không bao giờ thiếu tiền luôn. U thằng này khỏe đấy nhở. Warrior à? Khỏe đấy. Ơ kìa. Ôi giời, nó hú kìa. Không ăn được rồi. À được. Vẫn ăn được. Khỏe rồi. Vớ vẩn, đánh chuỗi thắng. Từ bây giờ đánh chuỗi thắng được không? Chắc là vẫn chưa. Bây giờ vẫn chưa có mấy cái con co ở trong cái bộ sát thủ. Hay đấy. Được thế nhờ. Được đấy. Rồi. Cứ bình tĩnh. Lấy cái mặt lạ hút máu chốt ngay ở chơi Assassin. Không nói nhiều anh em ạ. À, chắc chắn là Assassin rồi. Đang xem clip game today gặp ngay Tuấn Cơm. Gặp anh em fan luôn này. Ui giời. Chào cái. Hóa ra là lại đang duyên thế cơ à. Đang xem clip của tôi lại gặp ngay tôi ở trong game à. Câu gấu nữa không nhỉ? Bây giờ lên 9 xong rồi kẹp 2 wizard vào. Xong rồi là cho 3 gấu vào, 5 con assassin vào. Có vẻ là như thế tốn hơi nhiều slot. Và cũng chả có tiền mà lên anh em ạ. Mới có 8 assassin. Hay chơi 9 assassin luôn nhỉ? Bỏ gấu bố luôn đi. Bây giờ mà phải lên tới tận level 9 cơ anh em ạ, thôi. Chả có tiền mà làm thế đâu. Tôi nghĩ là thôi, trận này cho cái con gấu assassin nó cút thôi. Không có tiền. Hết tiền à? Để xem là nhà người ta đang chơi cái gì. Ông Silver trên top 1 này đang chơi cái bộ mà tôi chơi này. Ở trong cái clip trước này. Fallen Witcher kẹp với cả Goblin. Ui dồi ôi, trận này không những là có một ông mà tới hai ông fan game today luôn. Đấy, đang chơi cái bộ mà tôi chơi ở cái lineup Fallen Witcher kẹp với cả Goblin. Anh em vừa mới xem clip hôm trước. Đúng rồi, bài đấy bài của tôi chơi mà. Rồi ôi. Anh em đợi chút nha, tôi lấy cái cốc nước cho con. Tự nhiên nó lại dậy nó đòi uống nước anh em ạ. Rồi. Ui giời ơi. Căng nhỉ, thế là trận này lại coi như là gặp cái ông ấy chơi cả cái bộ Fallen Witcher kẹp với Goblin, tí nữa 6 con đấm tôi như con à. 6 con Fallen full đồ à. Càng ấy. Lấy cái gì vào nhỉ? Assassin lấy đát. Đát. Được. Trong cái trường hợp mà phải đánh với cả Fallen Witcher 3 sao thì chúng ta vẫn cần một con Dark Spirit. Cái bộ Fallen Witcher kẹp với Goblin mạnh lắm anh em ạ. Nó mà lên được 3 sao full đồ thì là căng đấy. Cái bộ đấy nó giáp vào trâu. Chúng ta chơi Assassin, chúng ta nói chung là về late game rất khó để có thể ăn được cái bộ đấy. Anh em cũng biết là cái trận trước tôi chơi là tôi cũng gặp Assassin ở late game. Cái con Fallen nó đấm nó như con luôn.
không có cái cửa nào mà đấm được ấy. Khó lắm anh em ơi. Nhưng mà đấy là cái câu chuyện lết game nhá. Fallen phải lên được 3 sao và có khoảng tầm khoảng 2-3 món đồ cao trở lên, tức là sống sót ở đến lết game ấy, thì nó mới gọi là siêu lết, nó mới mạnh. Đấy, còn ở giữa game thì vẫn có khả năng vẫn ăn được nếu mà đối thủ chưa lên được 9. Đối thủ chưa lên được 9 và chưa kẹp được đủ Goblin thì chúng ta vẫn có thể ăn được. Kể cả là Fallen Witcher lên được 3 sao nhưng mà chưa đủ Goblin thì vẫn có thể ăn được nhá. Đấy, và chưa có 3 món đồ cam. Đấy, thì ở đây là vẫn đang roll. Vẫn đang roll. Ui chết rồi, còn thiếu nữa, thiếu 2 con nữa thôi anh em ạ. Thiếu một quả trứng và một con Fallen nữa thôi. Càng đấy, càng đấy. Rồi. Blink. Blink thì chắc chắn phải có. Dồn đồ cho con này đi. Thử nào. Thử em kiếm hồn liệu rằng nó có gánh được không nào. Kiếm hồn ở trong cái bộ này cũng khỏe. Assassin này kẹp với cả kiếm hồn nó khỏe phết đấy. Thử xem nó có uy tín bằng cái con Silent Assassin không anh em nhé. Ui gặp này, khỏe lắm anh em ơi. À, bây giờ chưa chắc tôi đã ăn được. Có 2 tia. Khỏe quá anh em ạ. Đúng thật luôn, nó ăn được luôn. Hoặc là do con kiếm hồn nó hơi yếu. Có thể là do kiếm hồn yếu anh em ạ. Ui, 5 món đồ tím cơ á. Đồ đẹp thế. Cái đồ của bọn Fallen Witcher nó cũng thế giới ấy nhá. Phải hết sức cẩn thận. Kẹp hồn này. Được không? À, được không? Tức là ý bạn hỏi tác giả là có được không đúng không? Được. Được chứ. Làm sao không được. Quá được cái chứ lại. Đấy. Được đấy. Được đấy. Được đấy. Được. Được. Rất ok. Đấy, cho một cái ấn like này. Đấy, hợp lý. Icon like. Đấy nó gọi là thay cho lời thả tim này đúng không? Đấy, tri ân. Tri ân fan đã coi như là tin tưởng và đem cái bộ của tôi vào để leo rank. Cũng ngon mà anh em, cũng ngon đấy. Để xem là anh em này liệu rằng có thể là được top cao không. Nhưng mà nói chung là cái bộ đấy nói chung là nó cũng rất là bá đạo. Bây giờ chúng ta phải roll để kiếm cái con gấu đã anh em. Gấu 2, đây rồi. Cho vào nhá, lên 9. Kiếm cái con tăng ở phía trên, đang thiếu tăng anh em ạ. Rồi. Đang yếu lắm anh em ơi, chưa phải là đã ổn đâu. Cáo chưa lên được 2 sao, Sailing chưa lên được 2 sao thì vẫn là yếu anh em nhá. Sailing 1 sao không có tiền, Sailing 1 sao không phải là mạnh đâu. Yếu lắm anh em ạ. Nó phải có đồ Kira cơ. Cho đến khi đến được round 25 có Kira hoặc là cướp điên thì con Sailing này nó vẫn là con yếu, chứ nó chẳng có mạnh mẽ gì cả. Rất yếu. Phải full 2 sao thì may ra mới giữ được máu. Đấy, gặp cái thằng này yếu thì nói chung là ăn được. Chơi bài y như trên clip luôn à. Ôi dồi ôi, đấy chứng tỏ là fan đấy anh em. Chứng tỏ là fan cứng ở trên kênh á. Nói chung là Sailing bây giờ tôi vẫn chưa dồn đồ đâu. Tôi sẽ dồn đồ cho kiếm hồn để có thể là lấy được cái khả năng là tận dụng cái bộ hồn, linh hồn. Cái bộ hồn cho vào cái phát đầu tiên ấy. Cái phát đầu tiên của cái bộ hồn nó rất khỏe. Cái cú chém đầu tiên thì lúc nào nó cũng một phát là chết luôn. Đấy, bộ hồn nó có cái ưu điểm là như thế. Tức là cái cú chém đầu tiên ấy là đam là nó x3. X3 của cú chém đầu tiên. Rất khỏe luôn. Đấy nhá, anh em thấy không? Cái cú chém đầu tiên lúc nào là một hit là tước đi một mạng của một con rồi. Đấy, nó căn thế nào mà chuẩn bắt được cái con nào đấy, giết một phát là chết luôn. Nhưng mà gặp bộ beat này nó đẩy kinh quá anh em ơi. Ui mẹ ơi. Xong rồi, còn 32 máu. Đến cái đoạn mà nó đang báo động ấy. Cái giai đoạn mà máu đang ở trong cái mức báo động rồi anh em ạ. Rao sau vẫn chưa lên được 10, phải rao sau nữa. Chịu nổi không? 32 máu chịu nổi 2 rao nhỉ? Tôi nghĩ là vẫn chịu được.
Ở đây kẹp hồn vào tôi nghĩ là vẫn chịu được. Hai con có hồn nó sẽ clear được khá khá. Mỗi round chỉ cần mất 10 máu thôi, lên được 10 kẹp thêm cái cọc vào. Ok, round này là nếu mà có đồ thì là vẫn có thể trụ được nhá anh em nhá, yên tâm. Một sao, sai linh một sao nhưng mà chỉ cần có cấp điên hoặc là chỉ cần có Kira thôi thì là vẫn có thể trụ được. Chúng ta ra một con 5 đô mà. Vấn đề là đồ thôi, vấn đề là đồ thôi. Có không nào? Được, hay quá. Có cái cấp điên. Thế thì được rồi, cấp điên này thì ok rồi, sang linh cầm cấp điên là quẩy được. Anh em yên tâm. Rồi, tôi lấy thêm cái con Phantom Queen. Phantom Queen tí cho vào thay cho con Starbreaker. Starbreaker cho ra nó. Phantom Queen cho vào. Thế là đủ. Đấy, còn hồn này thì có thể tí nữa bỏ hồn. Chơi cơ bản thôi anh em. Bộ này là nó sẽ là gì, kẹp với cả Warlock và kẹp với con Kira, cái con Velom. Warlock thì đát rồi, đát là chắc chắn rồi. Trận này phải có đát. Đấy, tuyên bố luôn là trận này chắc chắn là phải chơi đát. Thậm chí là còn phải chơi bốn kẹp bốn đá nếu mà cần nha anh em nhá. Ui, thằng này to quá anh em ơi. Người chơi hệ đẩy à. Mẹ. Con cây và con sâu đều có găng tay Kira một nhá. Thôi chết rồi, thì round này đẩy chăn nhà rồi anh em ơi. Ui, mất nhiều máu thế. Vãi, 18 máu ạ. Không ổn. Hai nhà chơi beat anh em ơi. Thôi chết là tôi, chắc là tôi phải up 10 tôi cho cái cọc vào thôi. Không có cọc nguy hiểm quá anh em ơi. Cái cọc thì nó được cái là nó không bị cái stack của beat anh em ạ. Nên nó trâu ở phía trên. Nó tăng khá khá cái lượng đam stack đến từ beat đấy. Để tôi còn bay đằng sau, tôi dọn một vài con đằng sau đã. Chưa kịp dọn thì nó đã giết chết hết ở bên mình rồi. Còn có 14 máu anh em ạ. Không hổ rồi. Không biết là có sống sót qua lủi cái round 27 này không. Toàn một sao. Sai linh một sao có gỡ được không nhở? Có đỡ được không? Sai linh một sao tôi nghĩ là vẫn đỡ được. Đây là một con 5 đô mà. Thôi hy vọng hết vào mày đấy là Sai linh ơi. Cố lên nào. Ui giời ơi, con Sai linh của tôi bị bắt rồi kìa. Con mẹ nó. Thằng này nó bắt cái con Sai linh của tôi. Thằng này nó soi bài rồi. Nó bắt cái con Sai linh anh em ạ. Con Sai linh của tôi nó đứng ngay ở cái vị trí mà bị cái con ảo ảnh nó swap sang. May quá, Sai linh của tôi nó lại có cái chiến thánh. Nó bật giáp lên, bật máu lên thế là được. Con này chơi không? Từ từ nhá. Con này cho vào. Không. Từ từ đã anh em ạ. Đây, như này. Được không? Dồn đồ cho bạn ấy 7 đi. Không biết là đây là có phải là một bước xuống hố luôn không. Vớ vẩn đã đắp bộ cuộc tình luôn. Rau này thì cũng lên đi. Sống nha, sống nha. Hãy cứ vô tư và lạc. Ui, gặp bộ bít rồi. Vấp đĩa. Lạc quan lên em ơi. Ôi trời, chết rồi, trông có vẻ. Ô được. Lạc quan lên em ơi. Không được rồi, vẫn bị lọt anh em ơi. Đéo đấm rồi. Berserker này là Berserker full đồ. Thua. Căng thế nhờ. 7 có vẻ quẩy không được khỏe cho lắm. 11 máu. Cơ hội chỉ đến một lần bạn ơi. Đây rồi, không biết là có cái cửa không nhở. Nó không có đồ chém lan. Không có đồ chém lan cho cáo. Thiếu đồ anh em ạ. Thôi, tôi nghĩ là bán con này đi thôi. Không chơi được, nhìn là biết rồi. Đấy, mà bây giờ đợi 2 sao rồi chắc là thôi, đến lúc đấy thì tôi chắc là cũng thăng thiên. Thôi anh em ạ, lạc quan nó vừa vừa rồi. Chứ là, cũng không lạc quan lắm đâu, tầm này bay luôn màu ra này.
Xin gặp đối thủ yếu thôi nhá. Úi dồi ôi, về gặp cái nhà mạnh nhất ạ. Đùa, gặp cái nhà có TB3, Fallen Witcher 3 sao ạ. Đỡ thì điếu là được. Được không? Anh cứ vô tư và lạc. Ui dồi, lạc quan lên em ơi. Còn một máu TB tí toàng. Bài hát Pháp Đia có vẻ nó đang có tác dụng của nó anh em ạ. Được đấy. Được đấy anh em ạ. Thế thôi, nếu mà nghe bài hát Pháp Đia chuẩn phết ấy. Rồi, 11 máu liệu rằng có thể là lật kèo được không đây? Nổi không? Trận lấy mà lật được kèo top 1 thì đúng là một pha kinh điển luôn. Siêu phẩm. Để xem là liệu rằng trận này chúng ta có thể tạo ra là một cái siêu phẩm nữa không anh em nhá. Tôi nghĩ là sẽ phải thay ra thay vào cái vụ hồn và cái vụ spirit anh em ạ. Rồi, bình tĩnh. Chúng ta sẽ có hai lựa chọn giữa việc là kẹp hồn và kẹp Kira nha anh em nhá. Giao sau hy vọng có đủ Kira. Không có rồi. Không ghép được món đồ cam luôn ạ. Dã man thật sự. Rồi, lấy đao quỷ rồi. Cái chén thánh đó là cái không phải là lấy để cho cái bộ này mà nó chơi được anh em ạ. Đấy là chỉ là cái món đồ thừa ghép vào thôi. Chén thánh nó không phải là món đồ mà chơi với assassin anh em nhá. Chơi assassin chúng ta không lấy cái món đồ đấy. Lấy là full dam. Full dam để nhất kích tất sát thôi. Rồi. Trong cái round này tôi nghĩ là tôi sẽ để cái bộ hồn thôi. Để hồn thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là thôi cái round này từ từ đã, roll, chưa cần roll đâu. Để 10 tiền đấy. Ui, lại một lần nữa là bắt được cái con đấy của tôi này. Vãi đái. Hai lần rồi đấy. Quên mất cái thằng này, vẫn để ở cái vị trí đấy. Nó lại bắt được cái con cáo của tôi. Cáo chết ngay đầu tiên, nhưng mà vẫn ăn được anh em ạ. Bởi vì tôi có cái cọc. Bộ assassin có cọc anh em ạ. Kẹp cọc 72 này. Hay quá nhở. Tự nhiên lại có món đồ cam, ngon. Giáp xoay à? Cũng được. Giáp xoay này cũng được này. Đồ bây giờ tôi nghĩ là sẽ đợi cái găng tay Kira ở round 35. Ui, 72 thật luôn. Mà không chơi 7 anh em ạ. Chơi 7 phế á. Chơi 7 phế á. 7 phải có Kira cơ. Rồi. Ăn nổi không? Tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Tôi nghĩ là vẫn ăn được thôi. Cái cọc nó đang phát huy tác dụng của nó. Hay quá. Ui nhưng mà không gặp ở round này. Gặp round này đẩy chắc chết rồi. Kinh đấy, khỏe đấy. Cắt chuỗi được của thằng top 1 đang có chuỗi cơ mà. Tôi cũng đang rất cố gắng đây để có thể lên được clip này. Clip này mà top 1 thì đúng siêu phẩm luôn mà. Đi lên từ cõi chết đây còn gì nữa. Máu đầu game cũng giữ được máu nha. Nhưng mà quái quả giữa game nó tụt trò. Thôi rồi. May quá đến 11 máu đấy đang hãm lại đây. Đấy. Rồi round này gặp thằng Fallen đúng không. Gặp bản chính của Fallen. Rồi round này sẽ tiễn Fallen đi nhá anh em nhá. Fallen đang đứng ở vị trí là bên trái này. Cánh trái này. Round này tôi sẽ tiễn Fallen đi đã. Fallen là phải không cho lên được 9. Lên 9 là chết đấy. Lên 9 là chắc chắn thua nha anh em nhá. Lên 9 là chắc chắn thua. Không gặp Fallen lại gặp cái thằng này. Bản sao mới gặp Fallen cơ. Tính toán sai lên vị trí cho tấn cơm. Nhưng mà bản sao của tôi sẽ kết liễu Fallen ở phía bên kia. Rồi nhà beat. Ăn được nhà beat luôn. Ui rồi ôi anh em ơi. Có ghi đi luôn không? 22 máu. Còn 3 máu. Trời ơi bạn ơi. Thế thì đây là round cuối cùng rồi anh em ơi. Round cuối cùng rồi. Ra cuối cùng rồi. Rồi.
Cố kiếm con Sai Linh mà không được á. Sai Linh 2 sao. Rồi, ghép lốt đồ. Có lên đập trứng cho Phượng Hoàng không nhỉ? Thôi, quả trứng này để dành cho Sai Linh. Biết đâu round này nó chưa chết, round sau rồi ra Sai Linh 2 sao, đúng không? Rồi. Đây bạn ơi. Ui giời, thôi xong rồi anh em ơi, một cái setup rất đẹp ở đây. Ui giời ơi anh em ơi, thôi xong đối thủ rồi. Bật nhạc hay vô tư và lạc quan lên bạn ơi, bật nhạc đi, bật nhạc lên. Bật nhạc lên, thôi muộn rồi, bật cái gì nữa. Không có cửa anh em ạ. Cái bộ beat ý, làm sao mà ăn được cái bộ assassin hết game. Nó là cái bộ counter bộ beat mà. Tôi đang chơi cái bộ counter bộ này. Top 1 chơi beat thì thua, nó đương nhiên. Không có gì phải coi như là bàn cãi ở đây cả anh em nhá. Đúng là một cái trận biểu diễn mãn nhãn. Thôi chết rồi anh em ơi, ngày mai trong rank lại toàn là assassin mất rồi. Rất nhiều anh em mà xem tôi là cũng thích là biểu diễn theo. Thế là cứ toàn là tôi chơi cái gì là ngày mai là chơi cái đấy thôi. Đấy hôm qua thì đấy, chơi cái bộ Fallen Witcher kẹp Goblin là hôm nay trong rank cũng ngập tràn luôn. Tôi gặp là đây là ít nhất là tôi cũng phải gặp là đây là trận thứ tư gặp cái người chơi cái bộ này rồi anh em ạ. Rồi anh em thấy hay nhớ donate cho tôi nhá. Còn nếu mà thấy không hay thì lại càng phải donate để cái clip sau nó hay hơn nhá anh em nhá. Đùa thôi, chưa anh em thấy hay thì ấn like cho tôi là được rồi. Đấy, và nếu mà anh em chia sẻ cho bạn bè anh em thì càng tốt nhá anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và nếu anh em có thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Nếu anh em chưa xem 6 con Fallen Witcher ở trong một cái bàn cờ, nó đấm thì nó sẽ mạnh đến cỡ như nào. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem sức mạnh hóa hình ác mộng cho toàn bộ đối thủ ở trong game anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.